Xin kính chào quý bà con chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ 3 ngày 3 tháng 9 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giới thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng Cửu Long, khu vực Bình Thuận, cho quý bà con chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình giới thanh long thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số là nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con quý chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhé bà con. Giá thanh long đang có chiều hướng đang tăng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây. Thanh long ruột đỏ đang có chiều hướng đang tiếp tục tăng. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới, đặc biệt là qua lễ này thì giá sẽ tăng thật là mạnh. Đầu tiên là tình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 26 đến 27 ngàn, loại 2 dao động từ 20 đến 21 ngàn, loại 3 dao động từ 15-16 ngàn, loại 4 hiện nay thì dao động từ 10 đến 11 ngàn, hàng giạt dao động từ 7 ngàn. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay thì ở khu vực miền Tây hàng đẹp dao động từ 22 đến 23 ngàn, hàng sàn thì dao động từ 19 đến 20, hàng giạt dao động từ 6 ngàn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 23, 24, 25, bò sàn thì 21, 22, 23. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì đang dao động mức từ 6.000. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 27 đến 28.000, loại 2 dao động từ 22 đến 23.000, loại 3 dao động từ 17 đến 18.000. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì hàng giạt đang dao động ở mức từ 7 đến 8.000. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận. Giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con một ngày vui vẻ, may mắn và luôn thành công.